Hiện nay với những các mẫu xe SUV đô thị đang được phổ biến và rất nhiều người quan tâm, nhất là chị em đang rất là quan tâm về những cái mẫu xe kiểu dáng đẹp thời trang. Thì hôm nay em đang có một chiếc xe để giới thiệu cho anh chị và các bạn có thể cập nhật. Đó là một chiếc Mazda CX-30 phiên bản Premium nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, sản xuất là năm 2022, lăn bánh cực kỳ ít, chỉ khoảng 2-3.000 km thôi, biển Hà Nội. Với chất lượng sơn si của chiếc xe nó zin toàn bộ, bà chủ đi cũng rất là giữ gìn, lịch sử của chiếc xe full đầy đủ trong hãng cho anh chị và các bạn. Xe vẫn còn chế độ bảo hành của hãng nên các bác mua về rất là an tâm. Tổng thể về ngoại thất và nội thất của chiếc xe thì bác có thể tham khảo cùng đánh giá với em. Với chiếc xe này nó rất hay, nó có trang bị cho anh chị và các bạn chức năng cốp điện, có thể đóng mở bằng chìa khóa, rất là tiện dụng. À, giúp cho anh chị và các bạn có thể mang đồ lên xe một cách dễ dàng khi mà mình vướng víu. Lốp sơ cua, đồ nghề, tất cả các thứ vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn và rất mới. Đấy, những cái chi tiết về tổng thành keo chỉ hay là những đường đinh tán của chiếc xe, để đánh có giá được là xe có bị đâm pha hay sửa chữa không, anh chị bạn có thể nhìn qua những đường led em quay, mình đến có thể đánh giá. Với kích thước của chiếc xe này thì nó có chiều dài là 4.395mm và chiều rộng là 1.795mm, chiều cao là 1.540mm. Chiều dài cơ sở của chiếc xe có đạt được là 2.655mm, khoảng sáng gầm là 175mm. Bán kính vòng quay là 5,3m. Các thông số này em thông báo để anh chị và các bạn có thể là thấy được là xe nó có những cái ưu điểm để di chuyển trong phố. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì nó cũng rất là ít. Và những cái đường led về hệ thống cánh cửa ở hàng ghế thứ hai thì anh chị bạn có thể thấy qua. Những các đường led về keo chỉ, ốc ác của chiếc xe thì đều giữ được độ hoàn hảo và nguyên bản cao. Không gian ngồi ở hàng ghế thứ hai thì nó sẽ cho anh chị và các bạn một cái không gian ngồi rộng rãi, thoáng đãng, với cái độ ngả và ngả lưng này cũng như là duỗi chân của chiếc xe rất là thoải mái. Những điểm để có thể đánh giá được là về chất lượng thì có thể nhìn qua những con ốc bản lề, keo chỉ hay là những phần cột kèo để đánh giá. Với bộ ghế thì trang bị là ghế da hai màu. Đấy, những cái đường led họa tiết của chiếc xe giúp cho chiếc xe nhìn trông nó nổi bật hơn. Hàng ghế thứ hai thì anh chị bạn có thể gập theo tỷ lệ 64, có thể tăng cái không gian chứa đồ cho chiếc xe lên tới là 1.406 lít nếu mà khi cần chứa được nhiều đồ. Còn đây là những cái chi tiết về không gian khoang lái của chiếc xe thì anh chị có thể thấy qua. Keo chỉ, ốc ác, rồi là hệ thống điều chỉnh ở bên cánh cửa như là lên xuống kính, hệ thống chỉnh gương. Và với bản này thì là bản cao cấp nhất nên nó có trang bị cái tính năng an toàn của nhà Mazda, cũng như là các tính năng iStop, rồi là hệ thống ghế ngồi chỉnh điện, nhớ ghế đầy đủ. Đấy, và có thể tham quan về chất lượng ghế lái của chiếc xe hay là những phần ngoàm cửa, những phần má ghế của chiếc xe để mình có thể đánh giá được tổng thể về chất lượng của chiếc xe nó có được đẹp và độ hoàn hảo hay không. Với hệ thống giải trí của chiếc xe thì trang bị là màn hình 8.8 inch kết nối Apple CarPlay, Android Auto, hay là hệ thống 8 loa, có trang bị cổng kết nối Bluetooth, USB, Apple CarPlay, cả hai phiên bản của CX-30 thì nó sẽ cũng có trang bị đều đủ như là hệ thống điều hòa tự động hai vùng, cửa gió tích hợp ở hàng ghế sau. Các tính năng tiện ích như là phanh tay điện tử hay là cốp điện và rất nhiều các tiện ích khác nữa. Để mà trải nghiệm hết thì em mời anh chị và các bạn hãy qua số 139 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để mình có thể trải nghiệm thực tế đầy đủ anh chị nhé. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn đi tham quan về cái khối động cơ của chiếc xe em giới thiệu cho anh chị và các bạn. Xe sử dụng khối động cơ là máy 2.0 lít với công suất là 153 mã, hộp số tự động là 6 cấp, siêu lướt 2022 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ chỉ còn 720 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ cho anh chị và các bạn các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Chất lượng khoang máy của chiếc xe thì là nguyên bản, chưa có động chạm gì cả, cam kết trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể yên tâm và chọn lựa tận xe tại cửa hàng Auto 139. Thông tin cụ thể chi tiết thì anh chị bạn có thể truy cập ngay tại web otoxehoi.com để mình có thể tham khảo.
và cân nhắc lựa chọn chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.